Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị. Rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Thì trong những ngày qua em Trung nhận được rất là nhiều cuộc gọi của anh chị mình hỏi về em Trung là những căn nhà có bán trả góp hay không. Thì thực chất á, em Trung hiện tại là hết hết nhà bán trả góp rồi. Và cũng rất là may mắn hôm nay á, thì anh chủ đầu tư bên cái dãy nhà này quyết định là chỉ còn 2 căn thôi, nên sẽ hỗ trợ cho anh em mình, cho bà con mình bán trả góp nha anh chị. Thì một căn nhà giống như trước mặt anh chị mình thấy đây có giá là 410 triệu, nhưng mà hiện tại là anh sẽ hỗ trợ cho mình trả góp 1 năm không lãi suất, nên nếu mà anh chị mình có thu nhập thấp á, thì mình vẫn có thể là sở hữu được căn nhà, còn phần còn lại là mình có thể là mình góp từ từ trong năm cũng được. Tuy nhiên anh chị thấy nè, tổng quan nguyên khu nhà của em hiện tại ở đây mình có 7 căn và mình đã bán hết trơn rồi đó, ngoài trước cũng bán hết trơn rồi, ở đây mình chỉ còn có 2 căn thôi. Và nếu mà có hỗ trợ trả góp nữa thì quá tuyệt vời rồi, mình thu nhập thấp thì mình cũng có thể mua được căn nhà. Thêm một cái nữa đó, như anh chị thấy nè, bà con xung quanh ở đây, cái thứ nhất là ở đông đúc nè, nhà dân rất là nhiều. Cái thứ hai nữa, từ đây anh chị mình di chuyển ra quốc lộ 1A đâu đó tầm khoảng 1 cây số thôi, xung quanh đó thì có rất là nhiều công ty xí nghiệp lớn nè, mình có thể về đây mình kiếm công việc đều cũng được nè. Rồi cách đây 2 cây số thì mình có đầy đủ trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Anh chị mình có con nhỏ thì vẫn có thể là xin vô ở được, ố xin xin vô để có thể là chuyển học được, chuyển về đại học được luôn. Sẵn trong cái dịp này gần hè nữa nè, chỉ cần thi vô thôi, mình nộp hồ sơ là mình có thể chuyển trường được rồi, rất là ok luôn nha. Và bây giờ em Trung xin review chi tiết lại căn nhà 410 triệu này cho anh chị mình xem. Đầu tiên thì anh chị thấy nè, nhà mình lót gạch tường rất là cao luôn nha anh chị, sạch sẽ cực kỳ luôn, mưa nắng mình cũng không lo nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở trên nè, nguyên cái hệ thống mái hiên tụi em đã làm sẵn hết trơn rồi, nên mình sẽ không sợ mưa dột cho nhà nữa. Rồi mỗi mỗi khu nhà một khúc á, em có để 3 4 cái đồng đèn năng lượng mặt trời nữa, nên buổi tối rất là sáng luôn, anh chị mình sẽ không tốn điện ban đêm nữa. Thì nhà ngoài cái lớp cửa chính nè, mình có thêm một cái lớp cửa sổ 2 cánh với kính cường lực và nhiều song sắt ở trong để bảo vệ anh chị mình ban ngày mở cửa ra đón ánh sáng nè, đón gió vô thì nó cũng rất là đỡ hao điện luôn nha. Còn cái cốt nền của nhà đó thì anh chị coi nè, cái này nó cao khoảng gần 3 tấc, cao hơn mặt đường thì là bê tông đổ rất là sạch sẽ rồi, ở trong đó còn nhà dân nữa, đường bê tông sạch sẽ luôn, anh chị mình đi ra vô cũng rất là dễ dàng, chạy xe to vô cũng không sợ hư đường nữa. Rồi thì cái cửa để vào nhà mình á, cửa chính á, thì nó sẽ là cái cửa 2 cánh kính cường lực nè, song sắt bảo vệ ở trong nè. Thì anh chị mình xem nhiều video của em Trung cũng biết rồi, cửa mà có song sắt bảo vệ thì rất là an tâm luôn, anh chị mình đi xa nè, về quê nè thì mình cũng không sợ gì hết trơn á. Rồi tiếp tục là ở đây là không gian tầng 1 của nhà mình. À nãy giờ em Trung quên đó nha, nhà mình là nhà một lầu đổ suốt nha anh chị, với giá 410 triệu rồi, thì hiện tại đây là một cái giá rất là hời luôn, không có chỗ nào có được nữa, và cộng thêm mà mình có hỗ trợ trả góp nữa thì rất là tuyệt vời nha. Ở dưới á, là mình lót gạch 60 nha anh chị, gạch này á, là gạch men rất là bền bỉ luôn, rất là đẹp, chống trơn trượt, chống chạy xước luôn. Còn phía bên tay phát trái của em Trung á, ở đây là mình có một cái không gian bếp, anh chị thấy nè, một không gian bếp chữ Y nè, ở trên nè lót gạch rất là chắc chắn luôn. Còn tủ bếp á, mình là tủ nhôm, và cái màu này là dạp cái màu rất là mới nha, cái màu nhôm xi pha mà màu xám xi măng này nè, màu này rất là trend luôn, rất là đẹp. Ở trên là cũng có tủ tủ nhôm nè, ở dưới mình cũng có tủ nhôm luôn nha anh chị. Đây em mở cho anh chị coi, ở dưới cũng là tủ nhôm luôn, và ở trong cũng lót gạch rất là sạch sẽ luôn, cho anh chị mình dễ dàng vệ sinh, dễ dàng chất đồ. Và một cái điểm mạnh nữa bên cái dãy nhà của em á, là hiện tại mùa này là anh chị biết mình đang là trong mùa hạn hán nha, nhưng mà ở đây nước rất là mạnh, đây anh chị coi nước máy nè cực kỳ mạnh luôn, nên anh chị mình về đây mình ở cũng ok luôn nha, không sợ thiếu nước, không sợ thiếu nước. Còn điện là điện nhà nước thì anh chị khỏi lo rồi, trần nhà thì rất là cao nè, nhìn chị thấy nè, trần nhà cực kỳ cao luôn, toàn bộ hệ thống là đèn led hết. Rồi tối ưu hóa không gian luôn á, thì bên tay trái của em Trung đây mình sẽ có một cái nhà vệ sinh với cửa là cửa nhôm kính mờ nhám nha anh chị, nó kính mờ cám này rất là đẹp luôn nha. Mở ra đây em mời anh chị mình xem nhà vệ sinh á, thì rộng rãi nè, các cái thiết bị vệ sinh đầy đủ luôn, gạch thì lót rất là cao đó. Còn ở dưới mình cũng có lắp đặt chống trơn trượt luôn. Nhiều anh chị mình ở á, thì mình cũng biết rồi, nhà vệ sinh rộng rãi á, thì ở thì cực kỳ thoải mái luôn cho anh chị mình nè, nói chung là dễ dàng sinh hoạt ở nhà luôn đó. Rồi phía dưới chân cầu thang bên này thì mình sẽ có là ống cấp nước nè và ống xả nước cho anh chị mình để cái máy giặt ở đây, thì cái góc này để máy giặt là cực kỳ gọn rồi, có sẵn ổ điện luôn đó, cho anh chị mình khỏi mất công phải câu điện câu nước rồi kia nữa, nó sẽ không có đẹp cái nhà. Còn đây là cái cầu thang rất là cao nha anh chị, cầu thang mình là bằng sắt rất là cao luôn, lý do nó cao là ở đây mình có dịch nhịp nè, nó có dịch một cái nhịp chiếu nghỉ cho nó cầu thang nó cao lên, anh chị mình dễ dàng sử dụng, dễ dàng di chuyển, không gian trong nhà nó cũng rất là rộng rãi nữa. Và sau đây em Trung xin mời anh chị cùng em lên tham quan tầng tầng trên của nhà mình nha.
Ở đây em có làm sẵn cái đồ dẫn xe luôn nha anh chị, về là có sẵn luôn, anh chị mình chỉ cần dọn vô ở thôi. Còn nếu mà hiện tại á, em chị mình có về mua căn nhà này á, thì em Trung sẽ tặng cho anh chị mình 3 bộ rèm, đó, rèm cửa trước nè, rèm cửa sổ với rèm ở trên nữa cho anh chị mình sử dụng nha. À, cầu thang thì rất là lài rồi, rất là dễ đi luôn, mặt cầu thang của mình là sắt dĩ nữa đó, anh chị thấy không, mặt cầu thang sắt dĩ nè, tay vịn cầu thang cũng rất là bằng sắt, bằng sắt ống đó. Nó cũng rất là bền luôn. Còn đây là không gian tầng trên, anh chị thấy không, cực kỳ rộng rãi luôn. Trên này á, anh chị mình nếu mà ở đông gia đình mình đông người á, mình có thể là phân thành 2 phòng luôn cũng rất là ok nha anh chị. Gạch là lót rất sạch sẽ nè, trần thì rất là cao nè, hệ thống đèn điện đầy đủ hết trơn á. Và cái dãy nhà này em cực kỳ thích á là cái hệ thống cửa sổ đây, hệ thống cửa nó rất là ây da đâu. Hệ thống cửa nó rất là nhiều luôn nha anh chị. Ở đây nè, một cửa mở ra nè, ở đây thêm cửa trượt nữa nè, anh chị thấy không, cực kỳ luôn. Ban ngày mở ra gió vô luôn. Rồi thêm một điểm đặc biệt là nhà mình đối diện không có đâu mặt với ai, cho nó cực kỳ thoáng mát luôn anh chị nhìn nè, trước mặt không đối diện với ai, cực kỳ thoáng mát, nên mình ở đây á mình cũng không sợ ngợp nữa nha. Một căn nhà thật là tuyệt vời đúng không anh chị? Anh chị thấy nó tổng quan dãy nhà cực kỳ đẹp luôn. Thì em Trung xin nhấn nhấn mạnh lại một số điểm mạnh của căn nhà mình nha. Nhà mình á là cách quốc lộ 1A đâu đó tầm khoảng 1 km thôi, sát bên chợ Gò Đen luôn nha anh chị. Xung quanh thì có rất là nhiều công ty xí nghiệp luôn, cho anh chị mình có thể lựa chọn công việc mới nè, rồi chỗ ở mới nè, rồi có rất là nhiều trường học cho con cái mình ở luôn. Và đặc biệt một điều nữa là nhà này bên em có hỗ trợ trả góp và trả góp không lãi suất luôn đó. Anh chị chỉ cần đưa trước cho em một ít thôi, phần còn lại là mình trả góp 1 năm không lãi luôn nha. Tổng tiền của một căn nhà này chỉ là 410 triệu thôi, và hiện tại vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn nha anh chị. Đó, nếu mà cảm thấy căn nhà này phù hợp túi tiền nè, cảm thấy dãy nhà này đẹp nè, thì anh chị hãy liên hệ với em Trung để mình có thể là đi xuống đây xem nhà trực tiếp luôn nha anh chị, và có thể là thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn để có một cái giá tốt nhất cho đôi bên cùng vui vẻ luôn. Dạ rồi, và em Trung xin cảm ơn anh chị đã xem hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo ạ. À.